với cấp độ vertex, cấp độ điểm chúng ta lại đi nghiên cứu ba cái bảng đầu tiên. Đó, và đây các bạn thấy là cái bảng ít vertex của mình nó đang bị rơi xuống dưới này đúng không, mình sẽ kéo nó lên nhé. Đó, với lệnh cấp độ vertex chế độ điểm này này thì chúng ta sẽ có hai cái tab, đầu tiên là tab section điều khiển việc chọn đối tượng và tab subsection là chế độ chọn mềm ấy, thì nó giống như là hai cái chế độ điểm và mặt kia rồi, à, cạnh và mặt kia rồi, nên chúng ta sẽ không nghiên cứu nữa mà chúng ta sẽ sang thẳng bảng quan trọng thứ ba là bảng edit vertex. Bảng này sẽ cho phép chúng ta chỉnh sửa điểm và đây là những lệnh dùng để chỉnh sửa điểm. Mình đã ghi một loạt ở đây rồi, chúng ta sẽ lại đi một lượt các lệnh này. Đầu tiên đó là remove. Remove thì nó cũng giống như là remove cạnh, chúng ta sẽ xóa được điểm nhưng mà không gây ra mất mặt. Nếu chúng ta ấn delete này thì những cái mặt mà chứa cái điểm này nó mất luôn, đúng không? Nhưng nếu bây giờ chúng ta tích chuột phải chọn remove đấy, thì chúng ta chỉ mất cạnh thôi, còn mặt nó sẽ vẫn giữ nguyên như này, rất giống với chế độ điểm, chế độ cạnh. Tiếp theo break. Break này có nghĩa là phá, phá điểm. Như trong giáo trình mình nói, break phá điểm, số lượng điểm sau khi phá thì phụ thuộc vào cái số lượng mặt ban đầu chứa cái điểm đó. Ví dụ các bạn thấy là mình bây giờ đang chọn cái điểm này, nó sẽ có ba cái mặt chứa cái điểm này đúng không? Bây giờ mình tích break thì nó sẽ phá thành ba điểm. Để các bạn nhìn nhé, ba điểm. Ba điểm. Thế vậy thì ở đây mình muốn lưu ý thêm là làm thế nào để chúng ta biết được chỗ này đang có ba điểm trùng nhau hay là đang là một điểm. Nếu như các bạn quanh chọn này, làm sao để biết được đây là ba điểm trùng nhau hay là một điểm? Thì ở trong bảng section mình cũng nói với các cấp độ trước rồi, dòng dưới cùng nó sẽ cho phép chúng ta biết là bao nhiêu đối tượng đang được chọn, đúng không ạ? Và nhiều đây chúng ta sẽ thấy là ba điểm đang chọn, chứng tỏ là ở đây đang có ba điểm trùng nhau. Được. Tiếp theo này, chúng ta well, đã có brick là để phá thì sẽ có well là để hàn. Chúng ta sẽ chọn những điểm hở cần hàn, tích vào well. Được chưa? Mọi người nhìn này, ví dụ mình đang có ba cái điểm hở này. Lưu ý lại một chút, điểm hở là gì ạ? Điểm hở là điểm thuộc những cạnh hở, ít nhất có một cạnh hở chứa nó. Đấy, các bạn nhìn thấy này, cạnh này là cạnh hở đúng không ạ? Thì điểm này điểm hở, điểm này cũng hở, điểm này hở. Nếu mà chúng ta muốn hàn ba điểm này, chúng ta sẽ chọn ba điểm này. Đấy, chúng ta tích vào well. Rồi, nhưng lúc đầu các bạn thấy là tích chưa được, đúng không? Chưa được. Vì sao chưa được? Ở đây mọi người lưu ý nhé, chúng ta sẽ tích vào cái ô setting của well, nó hiện ra một thông số là well free sold, nên là tức là bán kính hàn. Ở đây thì cái bán kính hàn này nó sẽ quyết định là những điểm nào được hàn với nhau, và chỉ những điểm mà khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn bán kính hàn này thì chúng mới được hàn. Và ở đây ba điểm này khoảng cách nó đang lớn hơn bán kính hàn. Bây giờ các bạn thể tăng cái bán kính lên, tăng lên mức độ nào đấy thì các bạn sẽ thấy là các điểm này sẽ được hàn vào nhau. Đó, thấy chưa? Đó, được hàn nhau rồi. Và đây chúng ta có một cái mục đó là number vertex, tức là số lượng đỉnh. Before là số lượng đỉnh sau trước khi hàn, còn after là số lượng đỉnh sau khi hàn. Thì các bạn thấy là ở đây mình đang có 3 điểm mà được hàn thành một điểm, cho nên là số lượng điểm giảm đi là 2, được chưa? Thì nếu như mà giả sử chúng ta thấy cái số lượng điểm trước khi hàn và sau khi hàn nó bằng nhau thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là chưa điểm nào được hàn vào điểm nào cả. Và chỗ này là nó báo cho chúng ta một cái dấu hiệu rất là rõ ràng để sau này những cái bài tập lớn hơn ấy, cái hình dạng nó phức tạp hơn này nhiều chứ nó không trực quan thế này đâu. Đấy, thì chúng ta dùng lệnh hàn thì chúng ta phải nhìn vào đây là xem là điểm nào đã được hàn và điểm nào chưa. Bởi vì khi mà ít nhất hai điểm được hàn lại thành một điểm thì số lượng giảm điểm giảm đi cũng phải là một, đúng không ạ? Còn bằng nhau tức là chưa được hàn. Đấy là well. Lệnh well này sẽ có một số những ưu nhược điểm riêng. Cái lệnh well này chúng ta có thể chọn rất nhiều đỉnh cùng lúc mà hàn cũng được, rất nhiều đỉnh. Và ở đây nhá, nó chỉ hàn được những đỉnh hở. Nếu mà các đỉnh kín mà muốn hàn với nhau thì điều kiện là nó phải có liên kết cạnh. Ví dụ mình thấy là hai cái đỉnh này nó có liên kết cạnh đúng không, thì các bạn tích vào well thì ok, còn hàn được nhá. Đấy, chứ bây giờ bảo tự dưng chọn đỉnh này với đỉnh này, hai cái đỉnh này, nó sẽ không hàn được nhau đâu, bởi vì đây là hai đỉnh kín mà lại không có liên kết cạnh nữa. Đấy, không thể hàn được đúng không? Sau này thường thì cái lệnh well dùng để hàn những đỉnh hở thôi. Thế thì ưu điểm của thằng này là hàn được rất nhiều đối tượng cùng lúc, các bạn có thể chọn nhiều đỉnh cùng lúc các bạn hàn cũng được, được chưa? Đấy, nhưng mà nhược điểm của nó là nó sẽ hàn tại một vị trí, một điểm nằm ở trọng tâm, mà trọng tâm của một những cái đối tượng cũ ấy,
ở đâu thì mình cũng chưa biết cụ thể đấy nha, cho nên là mình khó có thể chủ động được vị trí của điểm đầu tiên, à, cái điểm cuối cùng sau khi hàn. Thế vậy thì bây giờ sẽ có một cái lệnh để khắc phục được những ưu nhược điểm của cái lệnh while, đó là lệnh target while. Target while, lệnh target while là lệnh như thế nào? Ví dụ ở đây mình break pháo ra nhé, các bạn thấy này, các đỉnh được hàn được tách ra như này, được chưa? Bây giờ thay vì việc mình chọn tất cả là chọn while, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ dùng target while. Dùng target while mình sẽ dùng như sau, mình sẽ tích vào target while trước, được chưa? Xong tích giữ vào cái điểm này, đưa vào điểm này nhả ra. Thế lệnh target while là cho phép chúng ta hàn một đỉnh này vào một đỉnh kia, tức là một đối tượng sẽ di chuyển, được chưa? Còn một đối tượng sẽ đứng yên làm đích. Mình tích vào cái này. Đấy, tích giữ đưa đến đây nhả ra. Đấy, thì nó sẽ hàn chập vào. Lúc này thì mình biết chắc chắn điểm cuối cùng nằm đâu rồi, đúng chưa? Chỉ có điều là lệnh này nó cũng có nhược điểm, đó là gì? Là hàn thì hàn được từng đỉnh một thôi. Bây giờ mà mình muốn hàn 100 đỉnh mà mình kéo lên 99 lần thì cũng ổn, đúng không? Cho nên hai cái lệnh này chúng ta sẽ đổi nhau, lúc nào cần dùng cái gì thì chúng ta sẽ dùng cái đó, được chưa? Tiếp theo, exclude. Exclude này là nâng chiều cao cho điểm, và cái lệnh exclude này không khác gì chế độ cạnh cả. Bởi vì là nếu các bạn thực hiện, các bạn thấy là cái bảng lệnh nó giống y hệt thôi, và ý nghĩa của nó cũng giống như vậy. Ví dụ mình chọn điểm, chọn exclude, chúng ta có một cái bảng lệnh hiện ra. Exclusion 2 là chiều cao được nâng, và exclude base width là độ mở của chân, được chưa? Exclusion 2 này, được chưa? Exclude base width này, độ mở của chân này. Ok nhá, giống hệt chế độ cạnh. Tiếp theo, chamfer là chém vắt đỉnh. Chém vắt đỉnh thì nó cũng gần giống như chém vắt cạnh. Ví dụ mình chọn một cái đỉnh ngoài này, đúng không nhỉ? Đấy, mình tích phải chọn chamfer, chém vắt ra. Thì bây giờ cái bảng lệnh chamfer của chế độ đỉnh nó ít hơn bảng lệnh chamfer chế độ cạnh nhiều. Nó chỉ có mỗi chamfer vào độ chém vắt này thôi. Được chưa? Và open. Hiện tại open nó chưa có tác dụng vì nó đang ở bên ngoài. Nếu mà mình chamfer cạnh bên trong thôi, đấy thì open cũng có tác dụng nhé. Thì khi chamfer nó sẽ tách một điểm ra thành hai hoặc nhiều điểm, và số lượng điểm được tách ra nó cũng phụ thuộc vào số lượng cạnh ban đầu chưa nó. Thế thì ứng dụng của nó thì làm cái gì đây? Các bạn sẽ thấy đây, ở dưới mình có một cái hình mô phỏng này. Thì các bạn sẽ thấy là bây giờ nếu giả sử mình muốn có một diện tròn trên một mặt phẳng, mình có làm được không? Ở đây ví dụ nhé, convert sang poly này. Bây giờ mình đang có một cái cột tròn này, à, cột thẳng này. Bây giờ mình muốn có một cái diện tròn trên đối tượng này, mình chọn điểm, đúng không nhỉ? Mình chamfer nó ra. Ở đây mọi người để ý nhé, chamfer nó ra thì cái chamfer bao là mức độ chém vát này. Ok, khi mà mình chém cái này xong mà các bạn tích ok thì nó sẽ dừng lại ở kết quả này và nó kết thúc lệnh. Nhưng nếu mà các bạn tích vào apply, có nghĩa là nó đồng ý với kết quả này, tức là bốn đỉnh này đã được hình thành ra, và sau đó nó lại cho các bạn nhìn thử kết quả của thằng này lên bốn đỉnh này, apply đó. Thế thì các bạn sẽ nhìn thấy kết quả này. Ví dụ các bạn bây giờ kéo cái chamfer bao nhỏ xuống nhá, như này. Đấy, mình kéo xuống không nhé, thì coi như là mình đang kết thúc từ vừa nãy, rồi mình tăng lên này, thì nó lại áp dụng cái thông số chamfer mới với những cái đỉnh vừa tạo ra. Đấy, các bạn có thấy như này đó, apply. Bây giờ apply xong nó lại áp dụng với những cái đỉnh mới tạo ra, thì ở đây đang có hai đỉnh trùng nhau đấy, các bạn lưu ý cẩn thận nhé. Đấy, bây giờ mình kéo cái thông số nhỏ xuống, kéo cái chamfer bao nhỏ xuống. Rồi, ok chưa? Thì các bạn sẽ thấy nó được một cái diện tròn như này. Các bạn càng chamfer nhiều lần thì nó càng tròn thôi. Nhưng lưu ý, chamfer không cần nhiều quá. Nhiều quá rất dễ gây ra lỗi, đấy nhỉ? Và không cần phải đến quá mức như vậy. Đấy, có một cái diện tròn này. Ok chưa? Đấy là lệnh chamfer đỉnh. Ứng dụng cụ thể nào thì vào những cái lệnh bài tập cụ thể chúng ta sẽ biết. Tiếp theo là connect, là nối hai điểm bằng một cạnh. Điều kiện nó cũng là chỉ nối được những cạnh thuộc cùng một mặt phẳng thôi, những điểm thuộc cùng mặt phẳng thôi. Ví dụ hai điểm này, được chưa? Thì mình sẽ tích cho phải cho connect cũng xong, được chưa? Chọn hai cái đỉnh ấy, tích cho phải cho connect. Các bạn lưu ý là nó cũng chỉ nối được những đỉnh thuộc cùng một mặt phẳng nhé. Bây giờ mình chọn cái đỉnh này với đỉnh này, hai đỉnh này tự dưng không nối được với nhau đâu, được chưa? Như vậy là chúng ta biết các lệnh liên quan đến đỉnh. Khi mà chúng ta đã học tốt về mặt và cạnh rồi thì học về chế độ đỉnh này cũng rất là đơn giản thôi, không có gì cả. Và bây giờ thì mình sẽ nghiên cứu luôn những cấp độ còn lại, chế độ border, được chưa, và chế độ element.
Khi các bạn ấn phím số 3, nó sẽ nhảy vào chế độ border. Ở chế độ border tức là tập hợp các cạnh hở liền nhau. Các bạn lưu ý cái mục này nhé. Border tức là tập hợp các cạnh hở liền nhau. Cạnh hở như nào thì vừa nãy mình đã nói rồi. Nó là những cạnh thuộc một mặt phẳng chứ không phải là giao tuyến của nhiều mặt phẳng. Với một khối bóc ban đầu mới tạo ra như thế này, các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có cạnh hở nào cả. Bởi vì cạnh nào cũng là giao tuyến của ít nhất hai mặt phẳng rồi. Thì bây giờ mình sẽ chọn một mặt phẳng, mình xóa một cái mặt đi. Ok. Đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy lập tức cái cạnh hở này nó sẽ xuất hiện. Được chưa? Đây. Lập tức cạnh hở nó xuất hiện. Bây giờ mình chọn chế độ border nhé. Mình click đây, các bạn sẽ thấy là nó chọn được luôn chưa? Đấy. Bởi vì đây bây giờ là cạnh hở rồi. Đấy. Và các bạn sẽ thấy là cái bảng lệnh của nó thì không khác gì cái bảng lệnh của chế độ S cả. Chế độ cạnh cả. Chút. Nâng chiều cao, insert là chèn, chamfer, chém vát, width, connect, grid shape, formation. Rất giống chế độ cạnh luôn, bởi vì thực ra nó là chế độ mở rộng của cạnh mà thôi. Được chưa? Nhưng nó có một cái lệnh rất là hay, lệnh cap. Lệnh cap này là lệnh dùng một mặt phẳng duy nhất để bù vào những cạnh hở liền nhau. Cap này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Bù một mặt phẳng vào đường bo. Thế vậy thì cái lệnh cap này nó sẽ thay cho một số những cái trường hợp mà chúng ta cần bù mặt gấp, nó dùng rất tiện. Và đây mình đưa ra một cái trường hợp này để cho mọi người nhận biết được. Bây giờ mình chọn mặt này, mình xóa, xóa được chưa? Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy là đường bo của mình sẽ như thế nào. Đây, đường bo có phải đường này không ạ? Tập hợp các cạnh hở liền nhau mà. Rồi, đúng chưa? Ấn số 3 này, chọn này. Đây là các đường bo. Bây giờ với đường bo này mình dùng cap được không? Được. Đấy. Nhưng mà khi mình ấn cap, các bạn sẽ thấy vấn đề sau. Đấy, nhìn nó lỗi lỗi đúng không? Thực ra ấy, lệnh cap về mặt bản chất nó là dùng một mặt phẳng duy nhất và bù vào các cạnh hở liền nhau. Nhưng mà khổ là ở đây cái đường bo của mình lại không đồng phẳng, đúng chưa? Cho nên dùng một mặt phẳng bo vào thì chưa đủ và nó gây ra lỗi. Bây giờ để khắc phục lỗi này thì các bạn chỉ việc làm thế nào đó để tách cái mặt phẳng này ra thành nhiều mặt phẳng nhỏ hơn và có tính đồng phẳng là được. Đấy chưa? Ví dụ trong trường hợp này mình chọn hai cái đỉnh này. Được chưa? Mình connect vào nhau, mình chia nó ra thành hai mặt phẳng riêng biệt. Đấy. Chỉ có ngày lỗi sẽ được khắc phục. Các bạn hiểu không ạ? Thực ra thì đây là một cái cách sửa lỗi rất cơ bản thôi. Bởi vì các bạn nhìn nhé, không cần phải lấy ví dụ cái này thì các bạn sẽ thấy này. Mình sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản hơn. Các bạn thấy cái mặt này không? Cái mặt này bây giờ được cấu thành bởi 4 điểm, đúng chưa? Thế bây giờ mình chỉ cần cầm một cái điểm này mình kéo lên. Đó, các bạn sẽ thấy lập tức cái mặt này sẽ có một cái lỗi gì đó, đúng chưa? Bởi vì là 4 điểm cấu thành nên mặt này nó lại không đồng phẳng. Bây giờ mình sẽ phải làm thế nào đó để chia nó ra. Ít nhất là chia nó ra thành nhiều mặt phẳng. Mà những đỉnh cấu thành nên một mặt nó phải đồng phẳng với nhau thì nó mới không bị lỗi. Có thể là mình connect cạnh này, được chưa? Để mình chia bài này ra thành một mặt ở đây và một mặt ở đây, được chưa? Còn nếu không, mình có thể là nối cạnh này, hai điểm này thì tạo ra một mặt đây và một mặt đây cũng được, được chưa? Connect như thế nào thì còn phải phụ thuộc vào cái trường hợp mà mình gặp thôi. Ví dụ trong trường hợp này nhé, mình chọn hai cạnh này mình connect cũng được, được chưa? Nó chia ra thành hai cái mặt phẳng và những điểm cấu thành lên một mặt nó đồng phẳng với nhau thì nó hết lỗi thôi, được chưa? Cái đấy là cái quan trọng mình cần phải lưu ý một chút. Đó, chế độ border, đường bo chỉ có vậy thôi. Và cuối cùng chế độ element, các bạn còn không cần phải ghi cái gì cả, bởi vì nó là chế độ khối, được chưa? Nó chọn phát hết cả khối này. Đấy, nó cũng giống chế độ mặt thôi. Và ít khi chúng ta dùng chế độ này. Chỉ có một cái lưu ý như sau, là khi các bạn copy đối tượng ấy, nếu các bạn chọn element là khối, các bạn chọn một khối và giữ shift copy ra như thế này. Đấy, nó hiện ra cái gì cũng ok đi. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là hai khối này vẫn đang thuộc cùng một đối tượng. Chẳng qua là nó là một đối tượng nhưng có nhiều khối khác nhau thôi, đúng không nhỉ? Đấy. Đấy là việc giữ shift copy nếu như các bạn chọn chế độ element nhé. Nó không thành một đối tượng khác đâu, mà nó thành một phần nhưng vẫn của đối tượng ban đầu. Chỉ khi nào bạn thoát cấp độ con của poly đi, được chưa? Rồi, thì các bạn giữ shift copy ra thì đây mới là copy thành nhiều đối tượng khác nhau. Bạn hiểu không ạ? Nhá. Không nên nhầm lẫn nữa. Và đây mình tiện thể mình lưu ý luôn là khi xóa đối tượng cũng đừng làm này. Nhiều bạn ấy chưa hiểu bản chất này, chọn vertex này, chọn chế độ điểm hoặc là chế độ nào cũng được, xong chọn hết cái này xong xóa đi. Như thế này các bạn hiểu là các bạn chỉ đang xóa tất cả các điểm của đối tượng đó thôi, chứ bản thân thì nó vẫn còn đây, vẫn còn đây, được chưa? Các bạn thoát chế độ vertex đi thì đối tượng của bạn này, tức là nó mất đi phần xác, nó còn phần hồn luôn, đúng không? Đừng làm thế mà phải thoát tốc độ con đi rồi chọn cả đối tượng xóa này thì nó mới mất hẳn, được chưa?
nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện phần poly cơ bản với ba bảng lệnh đầu tiên của các cấp độ khác nhau. Dạ, ba bảng lệnh đầu tiên. Trước khi chúng ta bước sang phần poly mở rộng, mình sẽ cần các bạn thực hành một số lượng bài tập nhất định. Được chưa? Phần bài tập thực hành mình sẽ làm trong video lần sau.